Xin chào các bạn, mình là điều dưỡng Minh Anh của Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, cơ sở Yên Ninh. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng kit tiêm thuốc Sertotide 0,25 đơn vị. Chuẩn bị bông, gạc, cồn 70 độ, xà phòng rửa tay hoặc dung dịch vệ sinh tay nhanh, bút tiêm thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Trước khi tiêm, các bạn nhớ kiểm tra lịch tiêm thuốc theo phác đồ của bác sĩ đã gửi cho các bạn. Rửa tay thật sạch bằng cồn hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Nếu nhà các bạn không có dung dịch vệ sinh tay nhanh thì có thể rửa tay bằng xà phòng thường, sau đó lau khô bằng khăn sạch. Kiểm tra thuốc. Các bạn kiểm tra thuốc, đảm bảo thuốc còn nguyên vẹn, kiểm tra hạn sử dụng của thuốc. Một kit tiêm thuốc gồm có một xi lanh có sẵn nước cất ở trong, một lọ bột thuốc tiêm, hai đầu kim tiêm, đầu lớn để lấy thuốc, pha thuốc, đầu bé để tiêm. Các bước thực hiện. Bước 1. Tháo nắp nhựa cao su ở xi lanh nước cất. Bước 2. Lắp đầu kim lớn vào xi lanh nước cất, ấn xoáy chặt vào thân xi lanh. Bước 3. Cậy nắp nhựa ở trên đầu lọ bột thuốc tiêm, bơm nước cất từ xi lanh vào lọ bột thuốc tiêm, lắc nhẹ nhàng đến khi dung dịch trở nên trong, không còn cặn bột thuốc màu trắng. Bước 4. Rút hết dung dịch nước thuốc vừa hòa tan, quay ngược trở lại xi lanh, vẫn bằng đầu kim lớn. Bước 5. Tháo đầu kim lớn ra khỏi xi lanh có chứa nước thuốc ở trong, thay thế bằng đầu kim nhỏ vào vị trí đầu kim lớn để chuẩn bị tiêm. Tiến hành kit tiêm thuốc Sertotide 0,25 đơn vị. Vị trí tốt nhất để tiêm là vùng bụng ở ngay phía dưới rốn của các bạn. Thay đổi vị trí tiêm lệch một chút sau mỗi lần tiêm để giảm nguy cơ gây phản ứng phụ trên da. Đẩy chậm từ từ kim tiêm vào da, hoàn toàn đến khi không ấn được piston của xi lanh. Kết thúc. Sau khi tiêm, các bạn nên nghỉ ngơi tại chỗ ít nhất 10 đến 15 phút. Nếu thấy các dấu hiệu bất thường như sau: tại chỗ vùng tiêm sưng, nóng, đỏ, đau, mẩn ngứa toàn thân, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, dấu hiệu đi ngoài hoặc các dấu hiệu bất thường khác thì ngay lập tức các bạn nên gọi ngay cho bác sĩ điều trị của mình hoặc đến cơ sở y tế gần nhất. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng kit tiêm thuốc Sertotide 0,25 đơn vị. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn.